Đu đỉnh là khái niệm mà chúng ta sẽ phải làm quen khi mà chúng ta đầu tư đúng không? Không riêng gì đầu tư crypto đâu mà đầu tư bất cứ cái lĩnh vực nào thì chúng ta cũng có thể sẽ gặp phải một hoặc là vài lần đu đỉnh. Và đặc biệt ở trong crypto thì nguy cơ đu đỉnh của chúng ta sẽ cao hơn rất là nhiều. Và nếu như bạn đang đu ở trong cái thời gian downtrend thì đó là hoàn toàn bình thường và cái hậu quả nó mang lại cũng không quá nhiều. Nhưng mà nếu bạn đu ở trong cái thời gian uptrend thì cái mà bạn mất đi nó sẽ rất là nhiều. Mất đi cái cơ hội, mất đi cái thời gian mà bạn đã chờ đợi trong bao lâu để mà có một đợt uptrend. Mất đi cái cơ hội mà bạn sẽ gia tăng cái tài sản, mất đi cái cơ hội thay đổi vị thế. Và nếu nhìn kỹ lại thì các bạn sẽ thấy rằng là khi mà uptrend ý, thì các bạn sẽ dễ đu đỉnh hơn rất là nhiều so với lại là khi mà downtrend. Tại vì khi mà downtrend ý, thì mọi người sẽ có cái xu hướng cảnh giác hơn cũng như là cái số tiền mà mọi người vào thị trường ấy nó sẽ ít hơn. Còn khi mà uptrend thì mọi người thấy đâu đâu cũng có lời, ai ai cũng khoe lãi và mọi người sẽ mất cảnh giác cũng như là cái lòng tham của mọi người nổi lên. Do đó ấy, rất là dễ các bạn sẽ bị đu đỉnh ở lúc uptrend. Và như lúc trước mình có nói, khi mà đu đỉnh ở uptrend thì các bạn sẽ mất mát rất là nhiều. Và ở video này thì chúng ta sẽ nói về đu đỉnh để cho các bạn có thể là biết được rằng là chúng ta có thể bị đu đỉnh trong những hoàn cảnh nào và trong những trường hợp nào, để mà nếu mà người mới thì các bạn có thể là biết để mà các bạn tránh, hoặc là ít nhất thì các bạn sẽ giảm thiểu cái rủi ro lại, các bạn đu nhẹ hơn một chút chẳng hạn. Còn đối với những người mà đã trải qua chu kỳ uptrend lần trước mà các bạn đã đu đỉnh ấy, thì các bạn sẽ nhớ lại cái quá trình đó cũng như là nhớ lại cái bài học để mà cái mùa uptrend sắp tới mọi người sẽ tránh được cái điều này, để mà chúng ta có cái thành quả tốt nhất cũng như là gia tăng cái tài sản của mình tốt nhất nhé. Và ok, trước khi mà đến với nội dung của video ngày hôm nay, nếu đây là lần đầu tiên mà bạn xem video trên kênh thì rất là mong bạn ủng hộ kênh bằng cách là like video và ấn đăng ký kênh. Đây cũng là cách để mà các bạn có thể đón xem được những cái video mới nhất trên kênh nhé. Và ok, ở video này thì chúng ta sẽ nói đến những nguyên nhân có khả năng dẫn tới việc các bạn đu đỉnh, cũng như là ở mặt sau thì chúng ta sẽ nói đến là nếu mà lỡ đu rồi thì chúng ta sẽ làm như thế nào, cũng như là cách mà chúng ta sẽ bớt đi cái đu đỉnh nhé. Và ok, trước tiên thì chúng ta sẽ nói đến là khái niệm đu đỉnh đúng không? Thì đơn giản thôi, các bạn nhìn trên hình là các bạn có thể là hiểu được rồi đúng không? Tức là chúng ta đã mua phải một cái mức giá mà sau đó thì nó cao hơn cái mức giá sau này. Đấy, và thế cho nó dễ hiểu đúng không? Thì những cái nguyên nhân nào mà dẫn đến là các bạn đu đỉnh? Thì trước tiên chúng ta sẽ phân ra làm hai nhé. Một là đu đỉnh ngắn hạn, hai là đu đỉnh dài hạn đúng không? Rồi thì đu đỉnh ngắn hạn thì các bạn có thể là đu ở trong một cái con sóng nhỏ nào đó thôi. Đó, ví dụ là các bạn đu ở chỗ này này, thì sau đó nó giảm xuống thì các bạn tạm thời đu thôi, sau đó thì nó lại lên thì các bạn sẽ lại về bờ và lại có lãi đúng không? Đó, đấy là ví dụ thôi. Còn đâu thì đu đỉnh dài hạn là các bạn có thể là đu từ chu kỳ này sang chu kỳ sau chẳng hạn. Ví dụ là những bạn nào mà đang đu ở cái chu kỳ năm 2021 ấy, lúc mà đang uptrend ấy, mà các bạn có thể là đu đến cái mùa sau luôn ấy. Đó thì có thể nói là đu đỉnh dài hạn. Và nguyên nhân dẫn tới việc là chúng ta đu đỉnh thì nó có rất là nhiều. Tuy nhiên thì mình sẽ nói ra những cái nguyên nhân mà nó phổ biến, nó dễ gặp phải thôi nhé, để mà chúng ta có thể là dễ nắm bắt cũng như là dễ phòng tránh về sau này hơn. Thì đầu tiên thì những người mới là những người mà dễ gặp phải đu đỉnh nhất. Đó nên là nếu mà bạn nào mà mới vào thị trường ấy thì chúng ta đặc biệt là phải chú ý nhé. Tại vì chúng ta như tờ giấy trắng trong thị trường này mà, thì thị trường nó sẽ vẽ nghịch ngợm lên cái tờ giấy trắng, nó là cái điều rất là dễ dàng rồi đúng không? Thì người mới sẽ gặp phải những cái trường hợp như thế nào? Thì khi mà các bạn vào thị trường này thì chắc hẳn là các bạn sẽ biết qua ai đó nói là thị trường này kiếm tiền dễ này, hay là các bạn thấy là thằng hàng xóm hay là thằng bạn của thằng bạn mới quen chẳng hạn, nó mới mua xe mua nhà từ crypto chẳng hạn đó đúng không? Hay là nghe cái bà bán rau nói là thằng X con Y nó đầu tư cái gì mà cái Bitcoin nó lãi nhiều lắm các thứ đúng không? Thì lúc đó thì các bạn mới tò mò, các bạn tìm hiểu cái bệnh sĩ của con người nhiều khi nó lại nổi lên là không thèm hỏi thằng nào cả, chúng mày đầu tư được tao tìm trên mạng tao có thể là đầu tư được đúng không? Và sau đó thì các bạn sẽ lên mạng, các bạn tìm về crypto, và sau đó thì các bạn sẽ có thể là tìm thấy một hoặc là một số nhóm, một số cộng đồng người ta hướng dẫn này, người ta chia sẻ này, người ta cho kèo này, người ta có nhóm VIP này, người ta có khóa học này, vân vân. Có thể là các bạn sẽ bị lùa vào một trong những cái đó. Và nếu như may mắn các bạn vào một cộng đồng tốt, người ta có thể giúp các bạn học hỏi này, người ta có thể giúp các bạn là từng bước làm quen với thị trường, hay là ít nhất là không thu phí, hay là chia sẻ kèo cho các bạn một cách nó không có trách nhiệm, cứ tung kèo ra cho cộng đồng, ai ăn được thì ăn, hay là ai không ăn được thì chịu, nó
Tại vì ấy, khi mà mùa uptrend ấy, thì cái việc là xe kèo nó rất là dễ, kể cả các bạn gọi là biết một chút thôi, các bạn thấy con nào nói các bạn nói các bạn xe kèo thì nó không bay trước thì nó cũng sẽ bay sau thôi. Đó nên là nó rất là dễ để nó xe kèo. Khi mà chúng ta mới thì chúng ta chưa biết đánh giá, nên là việc mà chúng ta sẽ nghe theo hay là thấy là cái đội nhóm đó nó rất là giỏi hay là kèo thường là ăn ý. Thì tại vì những kèo ăn người ta mới gọi là người ta nhắc lại đúng không? Còn những kèo mà xịt thì đâu có ai nói đến đâu, nên là các bạn sẽ thấy là cái cộng đồng này xe kèo nào cũng ăn cái kèo ấy thì các bạn sẽ mua theo đúng không? Nhưng mà các bạn mua theo thì đấy là các bạn mua theo là do người ta bảo, chứ các bạn không biết là tại sao lại nên mua cái đồng coin này đúng không? Đó thì những cái này thì mình đã nói rất là nhiều trong các cái video khác nhau rồi, nhưng mà video này thì nó là cái thực tế và rất là dễ gặp phải, nên là mình nói lại kỹ một chút để cho những ai là người mới thì các bạn sẽ tránh được ở trong cái chu kỳ uptrend sắp tới. Tại vì uptrend sắp tới thì nó sẽ diễn ra đúng như thế này luôn, nên là các bạn cần chú ý cái chỗ này. Thì quay trở lại việc là các bạn sẽ theo những cái nhóm đó đúng không, thì các bạn sẽ không hiểu gì về cái đồng coin mà các bạn đang muốn mua cả, thì các bạn cứ thấy là các bạn mua thôi đúng không. Thì ban đầu ấy các bạn mua có thể là nó sẽ tăng lên tầm là vài chục phần trăm, có thể là x hay x3 nếu mà ở trong cái lúc uptrend thì nó có thể tăng rất là nhanh. Và như vậy cờ bạc đãi tay mới mà vừa vào cái đã lại x2 x3 rồi, nhưng mà mới đầu vào thì các bạn sẽ bỏ một số tiền ít thôi đúng không. Đó, ban đầu vào dò thị trường thì thường là bỏ ít tiền, nhưng mà vào thấy ủi kiếm ăn dễ quá, thế này thảo nào bọn nó giàu nhanh thế. Rồi nhà mình còn cái sổ đỏ, mình về mình cho vào đây để mà mình lấy thêm vài cái sổ đỏ nữa đúng không. Rồi thế là cái cách mà các bạn đu đỉnh nó dễ nhất đấy. Tại vì lúc mà ai cũng có thể là kiếm được lợi nhuận, ai cũng nhảy vào, ai cũng biết ý, thì đó là lúc mà nhà cái cũng như là những người mà có kinh nghiệm họ đang xả hàng, và chúng ta đang hứng lại cái số hàng mà họ xả ra đúng không. Đó, và khi mà càng cao thì các bạn sẽ thấy là mình càng giỏi, để một ngày có thể là có được thêm cái xe máy đúng không, rồi 2 3 ngày tài khoản cứ tăng như vậy, dại gì mà chốt ra lúc này đúng không. Bây giờ thị trường vẫn đang còn tăng như thế kia cơ mà, Bitcoin người ta đang nói là lên tới là 100.000-200.000 đô cơ mà, bây giờ mới có mấy chục nghìn đô thì đáng gì. Đó, như vậy thì các bạn sẽ không biết là nên chốt lúc nào, và đó là cách mà nhiều người đu đỉnh nhất ở trong uptrend. Và cái hậu quả nó cũng lớn nhất là vì chúng ta chưa biết được rằng là sau uptrend thì cái downtrend nó sẽ khốc liệt như thế nào, nên là chúng ta sẽ không có cái gì chuẩn bị, không có cái gì là chúng ta đề phòng để mà chốt lời cả. Và khi mà đang thắng thì chúng ta bỏ nhiều tiền vào nhất, đó là cái mà lúc chúng ta sẽ chịu tổn thất nặng nề nhất khi mà thị trường quay đầu downtrend đúng không. Rồi thì đó là người mới thì chúng ta mắc phải cái lỗi là hay hóng kèo ở nhóm này nhóm kia. Các bạn cứ đi tìm xem chỗ nào có kèo hay chia sẻ các bạn theo, rồi cũng như là các bạn có lãi các bạn là không chốt, vì các bạn không đánh giá được là cái entry nào là hợp lý hay là khi nào thì nên chốt đúng không. Đó thì cái nữa đó là các bạn không có stop loss, tức là các bạn sẽ không có cái khái niệm là chúng ta cắt lỗ, chúng ta không biết là nên cắt lỗ ở chỗ nào ấy. Có thể là giá nó xuống nhưng mà các bạn cứ nghĩ là nó chỉ xuống một chút thôi, nó điều chỉnh tạm thời thôi xong nó sẽ lên chẳng hạn, hoặc là các bạn còn không biết là khi mà nó đã tăng lên như thế rồi, đây là lúc nó phân phối và nó sẽ giảm, và các bạn cứ chờ chờ nó quay lại. Và khi mà các bạn thấy là giá nó xuống rồi, các bạn thấy là lại có giá đẹp hơn, các bạn lại đi CA. Nếu mà các bạn đi CA trong giảm giá như vậy thì cứ đi CA hoài, mà các bạn sẽ càng đi CA sẽ càng đu đúng không. Đi CA thì nó cũng phải chọn những cái coin phù hợp, chọn những cái thời điểm phù hợp, chứ không phải là lúc nào các bạn cũng là có thể là đi CA được. Thì các bạn có thể là nhìn lại cái chu kỳ của năm 2021, nếu mà bạn nào mà đi CA từ năm 2022 đổ về đây thì các bạn sẽ thấy rằng là đi CA cả 1 năm 2 năm vẫn chưa thấy về bờ cả, tại vì những cái đồng coin mà nó đã trải qua cái chu kỳ của năm 2021 ấy, là đến lúc mà nó sẽ trải qua rất nhiều cộng với lại thị trường đi vào downtrend, nên là các bạn chỉ thấy giảm giảm và giảm thôi đúng không. Rất là nhiều những đồng coin mà trước đây đã x rất nhiều như là Solana, Near, Dot các kiểu đấy, các bạn đua nhiều thì bây giờ các bạn thấy là nó đã chia mấy chục lần rồi nhưng mà vẫn còn chưa có nó dừng lại đúng không, tại vì nó vẫn đang trải qua rất là nhiều cộng với lại là thời gian downtrend cũng như là cái công nghệ của nó đã lỗi thời rồi, nó đã bị lãng quên rồi, không còn nhiều người chú ý đến nữa. Bây giờ người ta chú ý đến nhiều những cái đồng coin mới, công nghệ nó mới hơn, cái câu chuyện nó mới hơn và nhiều người biết đến hơn đúng không. Chỉ còn những cái đồng coin cũ mà các bạn đang đu như vậy, chỉ những người cũ cùng cái thời điểm các bạn thì người ta mới biết thôi.
Còn đâu những người mới bây giờ người ta có nghe kể về, nhưng mà người ta nhìn lại những đồng đấy đó thì thấy toàn là chia thôi. Người ta sẽ có cái lo sợ, người ta sẽ không có cái xu hướng đầu tư vào những cái đồng coin cũ đấy, mà người ta sẽ đầu tư vào những cái đồng coin mới thời điểm mà người ta biết đến thôi, đúng không? Do đó nên là các bạn mà DCA sai thời điểm, sai đồng coin ấy, thì các bạn sẽ DCA đến cạn tiền mà các bạn vẫn chưa thấy là cái điểm dừng ở đâu cả. Đó, đó là cái mà các bạn cần phải là chú ý nhé. Ok, cái câu chuyện vừa rồi thì nó cũng có luôn cái phần đó là ấy, chúng ta mua sai thời điểm. Đó là chúng ta mua vào cái dịp là nó đã qua cái uptrend rồi, vào cái thời kỳ downtrend rồi, và chúng ta sẽ đi chơi mãi mà không thấy đường về, đúng không? Ngoài ra thì cái mua sai thời điểm nữa nó cũng có thể là thu hẹp lại ở trong một cái dự án, một đồng coin nào đó. Ví dụ nhé, khi mà cái dự án nó mới ra ấy, thì nó sẽ thường là FOMO rất là mạnh, đúng không? Nếu mà các bạn thấy là mới ra các bạn nghĩ là các bạn canh các bạn mua luôn ấy, thì các bạn rất dễ bị đu đỉnh ạ. Ví dụ là những đồng coin mà nổi tiếng ấy, nhiều người chia sẻ, nhiều người suy các thứ ấy, khi mà mới đích sàn ấy thường nó có cái sóng nó đẩy cao lên sau đó nó xả xuống ấy, thì rất là có thể các bạn sẽ bị đu ở những cái đồng coin đó. Đây mình lấy ví dụ luôn là cái đồng MAV mới đích sàn ở đây, các bạn sẽ thấy rằng là ban đầu nó sẽ đẩy lên rất là cao này, nó có cái dâu lên tới tận là 1,97 đô cơ, đúng không? Sau đó thì nó cứ giảm dần 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 như này và nó sẽ dò đáy nhá. Đó, đây là cái đoạn mà nó sẽ phân phối và dò đáy này, thì chúng ta nên đợi khi mà nó có cái đáy nó đủ tích lũy rồi, chứ đấy thì nó mới có thể là bay lên, đúng không? Chứ còn chúng ta mà không biết thì chúng ta cứ nghĩ là cái đồng này mới nhiều người nói đến, chúng ta mua sớm, nghĩ là mua được sớm hơn nhiều người sau đó chúng ta sẽ bán đi, thì đó là cái quan niệm rất là sai lầm. Nó như bạn mới thì rất là dễ gặp phải cái tình trạng này, nên là chúng ta cũng cần phải xác định cái thời điểm nó hợp lý. Và ở cái thời điểm đấy nó còn một cái nữa, đó là chúng ta mua phải cái thời điểm mà nó đang trả coin thì nó cũng sẽ rất nguy hiểm nhá. Ví dụ là một đồng coin mà rất là nhiều bạn biết đến đi, mình không phải là cố ý là phút hay là gì cả, mà đây là cái đồng mà nhiều người biết, thì nên là mình lấy ví dụ cho nó dễ, đúng không? Là cái đồng Near năm 2021 thì nó đang tăng trưởng rất là mạnh như thế này, nhưng mà các bạn sẽ xem lại cái lịch trả coin của cái đồng Near đấy đi, thì các bạn sẽ biết là tại sao nó lại giảm nhiều như thế này, đúng không? Thì những cái này thì mình cũng đã nói ở nhiều video rồi, thì các bạn có thể là check lại cái lịch trả coin nhé. Tại vì ấy, các cái dự án họ timing minh rất là tốt, những cái dự án lớn ấy, họ sẽ thường ra vào cái thời điểm là trước uptrend một thời gian. Ở đây các bạn sẽ thấy là Near nó ra từ năm 2020 đúng không? Đó. Và sau đó thì nó tăng mạnh ở năm 2021 này. Đó. Thì đây sẽ là lúc mà các cái quỹ đầu tư ở đây họ sẽ được trả coin này. Đó. Và khi nhận được coin ấy, thì họ sẽ bán, họ sẽ đẩy lên họ bán luôn. Và khi họ đã bán họ sẽ xả hết coin rồi ấy, thì nó sẽ đi vào cái thời điểm mà trả coin rất là nhiều. Và như vậy thì lúc mà trả coin và thị trường đi downtrend thì họ cứ xả thôi, tại vì các quỹ họ mua được ở giá rất là thấp, nên là mặc dù nó giảm nhiều như này nhưng mà các quỹ nó vẫn vẫn ít ý, nên là nó vẫn cứ xả bình thường. Nên là chúng ta mà mua sai thời điểm ấy, chúng ta mua ở đoạn này đoạn này đoạn này ấy, chúng ta đi chơi đến đây thì có mà tiền núi cũng không đủ. Chúng ta phải xác định xem là hiện tại đang ở cái giai đoạn nào trong cái chu kỳ 4 năm một lần của crypto, đúng không? Hoặc là cái đồng coin này đang ở cái giai đoạn nào, nó mới lên sàn, nó chưa được đẩy lần nào, hay là nó đã đẩy một sóng rồi, hay là nó đã đẩy được hai sóng rồi chẳng hạn. Đó thì chúng ta sẽ phải để ý xem là nó đang ở giai đoạn nào nữa, cộng với lại là chúng ta sẽ phải xem là cái dự án này nó đang ở cái cap bao nhiêu so với lại các cái dự án mà đã ra trước đó, thì cap đạt tầm bao nhiêu, đúng không? Các bạn có thể xem nó ở trên CoinMarketCap hay là CoinGecko thì nó sẽ có thống kê cái market cap đó, thì các bạn là phải chú ý thêm cả những cái điều đấy nhé. Thì cái này thì mình nói hơi dài ở cái phần này, đáng nhẽ là ở những cái video về nói về cách mà check hay là cách mà chúng ta định giá một đồng coin thì nói cái này nó sẽ hợp lý hơn. Tuy nhiên thì mình nói qua một chút ở đây để mà các bạn cũng có thể là nắm qua, để mà các bạn có thể là biết được là chúng ta cần phải xem xét một đồng coin như nào trước khi mà chúng ta mua nó. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể là xem đến các quỹ xem là họ mua ở giá bao nhiêu này, hay là đồng coin này được nhiều quỹ lớn đầu tư hay là không, và các cái quỹ đó đã đầu tư vào những cái dự án nào mà nó có thể là ích khủng hay không này, đúng không? Đó thì nói chung là chúng ta sẽ cần phải xem nhiều yếu tố liên quan nữa, chứ không phải là chúng ta chỉ xem mỗi cái chart là chart này nó đang gọi là
chia rất là nhiều này rồi, và bây giờ chúng ta mua nó quay trở lại đỉnh thôi là chúng ta ít rất nhiều rồi, hoàn toàn là không phải nhé. Khi mà đi vào downtrend rồi thì chúng ta sẽ không thấy đáy được đâu, cái cơ hội mà quay trở lại nó rất là khó. Và về cái việc mà tại sao mà chúng ta cứ mua một đồng coin là nó lại giảm, ở đâu bán nó lại tăng ấy, thì mình có một cái video nói rất kỹ về cái vấn đề này ở trên kênh HTD Research, thì các bạn cũng có thể là tìm cái video đó để mà các bạn xem nhé. Và ok, một cái nữa mà các bạn cũng cần phải chú ý đó là các bạn đang theo cái cộng đồng nào, hay là các bạn mới biết đến cộng đồng nào mà đang suy cái đồng coin này, thì các bạn có thể là xem lại xem là cái người này trước đây thì họ có cái thói quen đánh kiểu nào, họ đánh dài hạn, họ chọn những đồng coin tốt, hay là họ đánh theo kiểu là meme coin, hay là những đồng low khác, những đồng mà gọi là chỉ lít lên một lần đẩy xong đầu là đi vào dĩ vãng luôn ấy. Thì các bạn mà vô tình mà các bạn là không biết, các bạn là follow bởi một người mà chuyên đánh coin rác ấy, tất nhiên là họ có thể là có kinh nghiệm, họ có thể là si giúp nó tăng, nhưng mà ấy, nó chỉ tăng lên là người ta đã chốt rồi, chứ người ta không có để, tại vì những đồng coin đó nó không có cái nội lực, nó không có cái đường dài ấy, nó chỉ đánh cái sóng đầu tiên xong rồi người ta sẽ bỏ luôn ấy. Mà các bạn không biết, các bạn lại cứ giữ thì nó đi về lòng đất luôn, nó chả bao giờ quay lại, nó xóa bỏ dự án luôn, thì các bạn sẽ mất tất, đúng không? Đó, nên là khi mà các bạn người mới, các bạn theo thì các bạn phải theo gọi là cái khẩu vị của người xây kèo này, hay là những cái kèo trước đó người ta có thiên hướng như thế nào, và các bạn nên hiểu rõ về cái kèo mà các bạn đang chơi. Chứ mà nếu mà các bạn mà gọi là follow sai người, sai thời điểm, sai nền văn minh nữa thì chúng ta đu nhiều lắm, đu không biết bao giờ mình có thể là về bờ được luôn. Rồi, và hiện tại thì chúng ta cũng đang ở cái ngưỡng cửa trước cái thời điểm mà uptrend sắp tới, đúng không? Thì chúng ta cũng nên là nhìn qua một chút về cái thời điểm trước khi uptrend của năm 2021 nhé. Thì thời điểm này có thể nói là so với lại là năm 2019 là cái thời điểm trước, đúng không? Và đây là lúc mà các cái dự án bắt đầu ra hoặc là chuẩn bị ra mắt này, nên là chúng ta sẽ xem xét những cái dự án nào tốt mà chúng ta sẽ chú ý đến nó và gom nó dần dần, tại vì chúng ta sẽ không thể biết được rằng đâu là đáy của một đồng coin và khi nào nó bay cả. Và cái cách tốt nhất là chúng ta sẽ mua dần cũng như là giải ra, để tránh cái việc là chúng ta mua một lần nó đúng cái đỉnh luôn, thì như vậy chúng ta sẽ không còn vốn để mà chúng ta đi chơi nữa, đúng không? Đây ví dụ nhá, đây là cái vẫn là cái đồng Nia thôi, nhưng mà cái thời điểm là tháng 3 năm 2021 này này, đây nó tăng rất là mạnh lên sau đó này, sau đó nó giảm xuống đến đây, đúng không? Nhưng mà lúc này rất ít người mua chỗ này, tại vì ấy, chúng ta đang tăng này, đang đu đỉnh chỗ này rất là sợ này, đấy. Và khi mà đến đây rồi nó dừng lại, có khi là tăng lên một đoạn này chúng ta lại bán mất, đúng không? Nên là chúng ta cũng phải chú ý lại và xem lại những cái quá khứ để mà chúng ta có được cái hình dung là nó sẽ như thế này. Và tất nhiên là không phải nó đi y như thế này, nhưng mà về cơ bản thì nó sẽ là như thế, nó chỉ có là cái thời điểm khác nhau và cái đồng coin khác nhau, và do đó thì cái nó có thể là đi lên đi xuống khác nhau một chút thôi, nhưng mà về cơ bản ấy, thì nó sẽ phải có những lúc lên lúc xuống như thế này để cho nhiều người đu đỉnh tạm thời, sau đó thì thấy tăng lên vui quá chốt bán mất đó, nên là chúng ta sẽ rất khó để mà đợi được gọi là đến lúc mà nó tăng cao như thế này. Rất là nhiều người đã chán nản và sao ai bán ở lúc này đó, nên là chúng ta sẽ chú ý nếu mà con nào mà chúng ta xác định là để đến uptrend thì chúng ta sẽ có cái chiến lược nó phù hợp, cũng như là chúng ta sẽ hold nó chắc tay một chút, tại vì ấy, như bây giờ thì rất là nhiều người đã nghĩ rằng là chúng ta chọn coin để mà hold rồi, đúng không? Tại vì các bạn xem lại những cái đồng của năm 2021 ấy, ở cái thời điểm 2019 thì so với cái giá đỉnh như thế này ấy, thì cái mức cao như thế này, nhưng mà nó chỉ là vẫn là ở dưới chân thôi, đúng không? Mặc dù các bạn đu ở đây, nhưng mà so với lại lúc đỉnh điểm ở cái thời kỳ uptrend thì các bạn vẫn có lời rất là nhiều ấy đó, nên là nó sẽ có phải có những cái lúc lên xuống như này để mà chúng ta non tay, chúng ta sẽ rũ bớt hàng đi, chứ còn nếu mà ai cũng hold được đến đây ấy, thì làm sao nó đẩy được. Nhưng cái đồng coin mà nó đang tăng mạnh ấy là nó rũ được nhiều hàng, là càng ít người cầm mà coin ấy, thì nó sẽ đẩy giá được càng mạnh đó, nên là chúng ta sẽ nắm được cái chỗ này để mà chúng ta có được cái kế hoạch nó tốt hơn và có được cái niềm tin tốt hơn cho cái chu kỳ uptrend sắp tới nhé. Đoạn này hơi bị lạc đề một chút, nhưng mà nhân tiện thì nói luôn để mà các bạn có được cái hình dung về một đồng coin trước khi mà nó tăng trưởng mạnh như thế nào.
Ok, một cái nữa các bạn cần phải chú ý đó là chúng ta không có quản lý vốn, chúng ta không có chia ra mà chúng ta all in hết. Thì có thể là các bạn sẽ all in tất cả vốn của các bạn vào một đồng coin duy nhất. Thì như vậy nếu mà các bạn đu thì các bạn đã đu toàn bộ tài khoản của mình rồi đúng không? Còn là nếu mà các bạn có thể là chia ra là mà 2-3 đồng chẳng hạn thì cái này nó tùy thuộc vào số vốn mà các bạn có. Các bạn all in được 1 đồng, nếu mà lỗ là các bạn lỗ tất luôn đúng không? Còn nếu các bạn chia ra thì có thể là 1 đồng này các bạn đu đỉnh các bạn lỗ thôi, nhưng mà 2 đồng kia nó có thể là tăng thì tổng tài khoản của các bạn sẽ vẫn dương đúng không? Đó kiểu như vậy. Hoặc là các bạn có thể là mua một đồng khoa nào đó nhưng mà các bạn mua tất vào một thời điểm thì nó sẽ dễ đu đỉnh hơn, tại vì như thế này ví dụ nhá, nó giảm đến đây này, các bạn thấy chỗ này là nó đi sideways một thời gian, có thể là các bạn mua tất 100% vốn dành cho cái đồng này ở đây đúng không, nhưng mà thị trường nó có cái tin xấu hoặc là nó lại thấy là đến tầm này mọi người vẫn chưa chịu, nhà hàng chưa lo sợ, nó lại giảm thêm một lần nữa xuống đây đó. Thì như vậy nếu mà các bạn mua hết đây xuống đây thì các bạn sẽ không có tiền để mà các bạn mua tiếp nữa, chúng mình ra xuống được đúng không? Ví dụ là các bạn là mua ở đây 30% thôi chẳng hạn thì xuống dưới này các bạn vẫn có tiền để các bạn mua thêm, hoặc vào sớm một ít nữa các bạn lại có tiền, hoặc là các bạn mua 50% xuống đây các bạn là mua 50% nữa thì các bạn sẽ trung bình giá nó đến tầm này là các bạn về bờ rồi đúng không, thay vì là các bạn phải lên tận đây mới về bờ được đúng không? Đó thì đây là cái ví dụ ngắn thôi để mà các bạn hình dung ra được là chúng ta nên là chúng ta chia vốn ra, chúng ta mua từng đợt một, hoặc là chúng ta phân bổ ra, chứ tránh là việc ôi là một con nhá. Đó thì nó sẽ giảm thiểu cái nguy cơ đu đỉnh cũng như là nó sẽ giúp các bạn có thể là nhanh về bờ hơn đúng không? Và một cái nữa thì cũng có rất là nhiều người mắc phải, đó là chúng ta không có dành thời gian để mà chúng ta tìm hiểu về thị trường hay là tìm hiểu về cái mà chúng ta sẽ đầu tư. Đó là do chúng ta còn bận đi học này, do chúng ta còn bận tán gái, bận chơi game, bận đi chơi điện tử các kiểu, nói chung là bận nhiều thứ mà chúng ta không có thời gian chúng ta tìm hiểu xem là cái đồng này nó là về cái gì, hay là nó đang được quỹ nào đầu tư, hay là nó đang được trả bao nhiêu coin rồi, hay là nó đang ở cấp bao nhiêu, hay là có bao nhiêu người đang suy nó, hay là mọi người đang bán đang mua thế nào đó các thứ vân vân, mà chúng ta thấy là ông kia bảo mua chúng ta mua rồi đúng không? Rồi thì nói vui một chút vậy thôi, nhưng mà thực ra cũng có nhiều người chúng ta bận những cái thứ linh tinh như vậy mà không có thời gian để mà tìm hiểu, nhưng mà cũng có nhiều người thì có ý tìm hiểu đấy, nhưng mà người ta có phải đi làm 8 đến 10 tiếng ở công ty chẳng hạn, rồi về lại là con cái, rồi là các cái thứ nữa, nên là không có thời gian nhiều ấy. Do đó thì các bạn cũng nên là dành một chút thời gian mỗi ngày, có thể là 1-2 tiếng để mà chúng ta tìm hiểu cái mà chúng ta đầu tư. Tại vì khi mà chúng ta đầu tư vào đây là chúng ta phải bỏ tiền đúng không? Bỏ tiền, tiền là từ việc mà chúng ta đi làm, chúng ta kiếm tiền ở ngoài thị trường truyền thống ngoài kia, chúng ta bỏ vào đây. Đó là thời gian, đó là công sức của chúng ta. Mà chúng ta lại không có tìm hiểu để mà quyết định trước khi mà chúng ta đầu tư ấy, thì nó sẽ có cái gì đó nó vô trách nhiệm với đồng tiền của chúng ta đúng không? Nên là dù sao, dù các bạn bận được gì thì các bạn cũng nên là chúng ta tìm hiểu một chút về thị trường hay cái mà chúng ta sẽ đầu tư, hoặc là các bạn sẽ tìm hiểu để mà tìm ra một cái chiến lược đó phù hợp hơn. Ví dụ là các bạn ít thời gian thì các bạn có thể là đầu tư vào những cái đồng coin nó an toàn một chút, như là Bitcoin hay ETH các thứ đó. Đó, còn đâu thì các bạn ít thời gian các bạn lại thích long short, các bạn lại thích đánh ngắn, các bạn lại thích đánh chen hay là các thứ không có thời gian tìm hiểu, nhưng mà các bạn lại cứ nhảy vào các bạn đánh kiểu đó thì nó sẽ rất là nguy hiểm đúng không? Đó thì đó là cái yếu tố cũng khá nhiều người mắc phải, đó là chúng ta không có một cái chiến lược nó hợp lý cho cái hoàn cảnh, cho cái vị thế của chúng ta đúng không? Rồi thì đó là một số những cái nguyên nhân chính dẫn đến việc là chúng ta đầu tư. Ngoài ra thì có rất là nhiều những cái nguyên nhân ối trời ơi, như kiểu như là hôm nay buồn quá thì chán mãi chả thắng được all in cái chứ. Rồi là người yêu giận người yêu bỏ, rồi là vợ mắng vợ đánh các kiểu, chúng ta chán dặn vào lệnh, hay là hôm nay vui cũng vào lệnh các kiểu đó, chúng ta dựa vào cảm xúc thì chúng ta vào lệnh nó rất là nguy hiểm. Hoặc là những bạn mà chơi theo trường phái tâm linh tung đồng xu để vào lệnh các kiểu đấy, rất là nhiều người kiểu đấy, đấy. Thì các bạn cũng cần phải là tìm cho mình cái chiến lược nó phù hợp, cũng như là trước khi mà chúng ta đầu tư thì chúng ta phải biết là lý do gì mà chúng ta đầu tư vào con này, hay là tại sao chúng ta nên vào lệnh ở cái thời điểm này. Chứ còn nếu mà chúng ta bỏ qua hết những cái cơ bản để mà đầu tư mà chúng ta sẽ dựa vào những cái ở đâu đó thì nó sẽ rất là khó để mà chúng ta có lợi nhuận, và cái nguy cơ đu đỉnh thì nó sẽ rất là cao.
tại vì chúng ta đầu tư vì ai đó, chúng ta đầu tư vì cái gì đó, chứ không phải là vì cái thời điểm phù hợp hay là vì đồng coin nó tốt mà chúng ta đầu tư, tại vì chúng ta không biết, chúng ta không tìm được những cái yếu tố đó, đúng không? Rồi ok, thì các bạn đã biết được những cái nguyên nhân mà dẫn tới khả năng mà chúng ta có thể bị đu đỉnh rồi đúng không? Thì trước tiên là chúng ta sẽ cần tránh những cái đó. Còn nếu mà chẳng may mà lỡ đu rồi thì làm nào? Thì đầu tiên chúng ta sẽ phải là chấp nhận việc là đu đỉnh là cái chuyện bình thường mà bất cứ một nhà đầu tư nào cũng có khả năng sẽ gặp phải. Do đó chúng ta không cần thiết phải là quá chán trường hay là chúng ta thấy rằng nó quá tồi tệ, mà chúng ta cần phải là xác định lại xem là nguyên nhân chúng ta đu đỉnh từ đâu thì chúng ta mới có thể là biết cách giải quyết được, đúng không? Thì phải biết là nguyên nhân là chúng ta theo kèo hay là nguyên nhân là chúng ta mua quá vội vàng hay là chúng ta không tìm hiểu, đúng không? Thì đó, trước tiên là chúng ta sẽ biết được để mà lần sau chúng ta không lặp phải cái lỗi này nữa, đúng không? Chứ đi vấp một lần là lần sau phải biết được mà tránh, chứ còn nếu mà đi mà vấp 3 4 lần một chỗ thì nó chúng ta không nên là đi ở cái đoạn đường này nữa, đúng không? Đó, thì trước tiên chúng ta xác định lại là nguyên nhân để mà chúng ta tránh cho những lần sau, cũng như là chúng ta biết tại sao chúng ta đu đỉnh để mà có cái biện pháp nó khắc phục nó hợp lý hơn, đúng không? Thì khi mà chúng ta xác định là nguyên nhân tại sao chúng ta đu đỉnh, ví dụ là theo kèo, thì từ giờ chúng ta không có theo nữa, chúng ta chỉ tham khảo thôi. Sau đó thì chúng ta sẽ tìm xem là tại sao lại côn cái kèo này, tại sao ông kia lại bảo là cái kèo này ngon chẳng hạn, thì chúng ta sẽ đi sâu vào con đó ấy. Thì cứ như vậy 1 2 3 4 5 lần các bạn sẽ tìm theo cái kèo người ta côn ấy. Tức là người ta côn các bạn không vào ngay mà các bạn tìm cái đồng nó xem là hiện tại nó đang có gì mà tại sao người ta lại côn như vậy đó, thì các bạn sẽ có được cái kinh nghiệm, có được cái lý do mà tại sao người ta lại côn như vậy, từ sau các bạn sẽ rút ra được và các bạn sẽ tự tìm kiếm cho mình. Hoặc là có thể nguyên nhân của các bạn là do quá nóng vội, các bạn chưa chờ được những cái thời gian đẹp, thì từ sau các bạn sẽ biết là các bạn sẽ đợi cái entry nó tốt hơn chẳng hạn, hay là bất cứ một nguyên nhân khác thì các bạn sẽ tìm ra, sau đó thì có sẽ có hướng giải quyết cũng như là rút kinh nghiệm lần sau, đúng không? Rồi sau khi mà đã tìm ra được nguyên nhân rồi thì chúng ta sẽ tìm lại xem là cái dự án, cái đồng coin mà mình đang đu đó nó đang ở tình trạng nào, nó đang trả bao nhiêu coin rồi, hiện tại thì người ta có xu hướng nắm giữ nhiều không, hay là nó đang có cái tin gì lớn tiếp theo hay không, cũng như là đánh giá lại xem là khả năng tăng trưởng sắp tới có hay không, đúng không? Hoặc là thị trường đang ở trong cái giai đoạn nào rồi. Và khi mà các bạn xác định được tình trạng của dự án, của đồng coin mà các bạn đang mua ấy, thì các bạn sẽ biết được rằng là sắp tới nó có khả năng tăng trưởng hay không. Nếu mà còn khả năng tăng trưởng thì chúng ta sẽ đợi, đúng không? Còn nếu mà cảm thấy rằng là chúng ta mua nhầm một dự án rác rồi thì các bạn có thể là mạnh dạn các bạn cắt lỗ đi. Còn nếu mà chúng ta mà cứ ôm mãi thì có thể là ôm nó thành rác luôn thì nó cũng sẽ rất nguy hiểm. Nên là quan trọng nhất chúng ta phải xác định được là hiện tại cái tình trạng đó như thế nào và chúng ta còn có thể là đợi được hay không, hay là cái chen này nó còn hay không này, hay là sắp tới nó có cái tin tức gì tốt để mà có thể tăng giá được hay không này, các thứ đó. Khi mà các bạn nhìn kỹ lại cái đồng coin của các bạn đang mua thì các bạn sẽ thấy được cái giải pháp rồi. Và cái việc mà chúng ta tìm hiểu, chúng ta đánh giá lại một đồng coin thì chúng ta cũng tránh cái tình trạng là có thể là đi CA mù quáng và không có điểm dừng, đúng không? Nếu mà ngay mà khi mà chúng ta biết được rằng là chúng ta đã sai, chúng ta đang đu đỉnh rồi, chúng ta tìm hiểu kỹ lại thì chúng ta thấy rằng một đồng coin này nó đang ở trong cái thời gian trả coin, đang ở thời gian ăn lóc rất là nhiều và các quỹ đang xả cũng như là cộng đồng đang không có chú ý đến nữa, mọi người thấy giá giảm mọi người từ bỏ rồi hay mọi người đang xả theo các thứ, thì chúng ta biết rằng là giai đoạn này chúng ta không thể nào mà đi chơi được nữa, đúng không? Hay là một đồng coin mà các bạn thấy rằng là nó đang bị phút gì đó, nó bị hack hay là team dev họ đã bỏ dự án rồi, thì chúng ta biết rằng là thôi chúng ta cắt nó đi để mà chúng ta đầu tư một cái dự án mới nó phù hợp hơn, đúng không? Chứ còn nếu mà các bạn không biết mà các bạn cứ ôm đến cuối cùng ấy, hold to die thì có thể là die luôn, đúng không? Đó, nên là cái việc mà chúng ta đánh giá lại, chúng ta tìm hiểu kỹ lại nó rất là cần thiết cũng như là cấp bách, càng sớm càng tốt để mà các bạn nhận ra được cái sai lầm và các bạn có chứng đợt nó phù hợp. Thì khi mà các bạn có thể nhìn lại tất cả cái quá trình của mình, tìm ra nguyên nhân tại sao thì sẽ có chiến lược nó phù hợp cho từng cái đồng coin cụ thể của các bạn, hoặc là các bạn đánh giá lại hiện tại thị trường đang ở cái giai đoạn nào. Ví dụ là những cái đồng coin mà đã tăng trưởng mạnh của năm 2021 ấy, thì hiện tại thì giá của nó về rất là thấp, chứa rất là nhiều rồi đúng không? Còn nếu mà các bạn đã đợi đến thời gian này rồi chẳng hạn thì chúng ta cũng chả nên bán làm gì đúng không? Tại vì nó đã qua cái đoạn gọi là rất là thấp cái đợt Bitcoin 15-16 rồi, và bây giờ cũng gần đến cái đợt uptrend tiếp theo rồi,
thì các bạn đợi thêm một chút nữa thì có thể là Upchain thì nó cũng sẽ có cái nhịp đẩy lại nhá. Và tất nhiên những cái đồng coin cũ của cái mùa trước để mà có thể là quay trở lại đỉnh thì nó rất là ít, nhưng mà ấy, nó vẫn có thể là tăng trưởng lại, thì chúng ta có thể là đợi để mà chúng ta bán lúc đó. Chứ còn nếu mà bây giờ cắt thì các bạn đang cắt gần ngay đáy rồi, mà các bạn mất công chờ đợi 2 năm rồi mà chúng ta gọi là gần đến bình minh rồi mà chúng ta lại cắt đi thì nó sẽ rất là tiếc đúng không? Trừ dự án là các bạn đánh giá là team nó bỏ rồi nhá. Còn đâu thì các bạn sẽ check lại xem là cái dự án này nó còn hoạt động không, Twitter nó còn có tweet, nó còn ra những cái cập nhật hay là team dev còn làm việc hay không đúng không? Nếu mà vẫn còn làm việc ấy và vẫn có những cải tiến để mà tiếp tục duy trì dự án ấy, thì chúng ta sẽ vẫn là nên giữ đến cái đợt uptrend tiếp theo, ra nó tốt thì chúng ta bán. Còn nếu chúng ta cắt bây giờ thì là sẽ dành cho những đồng coin mà các bạn check team là không còn làm việc nữa. Twitter thì cả năm trả tweet một lần các kiểu đó, kiểu như là dự án nó đã bỏ nó làm một cái mới rồi chẳng hạn, thì các bạn nên là cắt. Còn đâu là thấy dự án làm việc thì chúng ta có thể là vẫn giữ để mà chúng ta đợi nó hồi lại đúng không? Chứ còn bây giờ các bạn bán thì nó sẽ mất rất là nhiều và chúng ta mất cái thời gian, mất cái tiền bạc nữa đúng không? Rồi ok, vừa rồi thì chúng ta cùng nhau nói về cái việc đu đỉnh ở crypto đúng không? Thì các bạn sẽ thấy rằng đó là một việc hoàn toàn bình thường và có rất là nhiều nguyên nhân mà dẫn tới việc là các bạn có khả năng sẽ bị đu đỉnh. Thì hy vọng rằng qua video này thì các bạn sẽ nắm được những cái yếu tố mà có khả năng dẫn đến các bạn đu đỉnh để các bạn có thể tránh, hoặc là ít nhất là các bạn chẳng may mà có gặp phải thì các bạn sẽ nhận ra sớm hơn để mà chúng ta giảm thiểu cái thiệt hại lại, cũng như là những cái cách xử lý như mình đã nêu trên ấy, thì các bạn cũng có thể là làm sao mà nó điều chỉnh cũng như là có cái hướng giải quyết để mà nó hạn chế cái khả năng mất mát nhất, cũng như là giúp các bạn nhanh chóng khôi phục tài khoản và có lợi nhuận nhất đúng không? Đặc biệt là chúng ta cùng nhau hướng tới cái chu kỳ uptrend sắp tới. Đấy sẽ là nơi để mà các bạn xóa mờ đi mọi lỗi lầm mà các bạn đã mắc phải trước đây. Đó là nơi mà các bạn sẽ gọi là lấy lại cái vị thế của mình. Đó là nơi các bạn sẽ khẳng định mình đúng không? Đó, nhưng mà quan trọng ai là người làm được điều đó. Đi để làm được điều đó thì chúng ta tất nhiên rồi, chúng ta sẽ phải học tập, chúng ta phải tích lũy kinh nghiệm, chúng ta phải từng trải với thị trường. Chứ còn nếu mà các bạn vẫn vào thị trường với lại là tiền và cái đầu dũng tích thì chả bao giờ có uptrend đến mấy thì các bạn cũng sẽ vẫn mất tiền như thường. Các bạn có vào bao nhiêu đợt uptrend đi chăng nữa thì các bạn cũng vẫn mất tiền như thế thôi. Thì mỗi một lần, mỗi một đợt, mỗi một dự án nó sẽ có cách để mà nó lấy tiền của các bạn khác nhau, chứ chả lần nào giống lần nào cả. Nên là các bạn bảo có kinh nghiệm đu đỉnh rồi, các bạn không cần học nữa, lần sau các bạn có thể là chiến thắng. Không, không bao giờ. Mặc dù là thị trường nó vẫn vậy thôi, nhưng mà mỗi thời điểm nó sẽ có cách khác nhau, cũng như là tâm lý của bạn nó sẽ khác. Nên là hy vọng rằng là hành trang sắp tới của các bạn đến uptrend nó sẽ là một cái đầu lạnh, là một cái đầu đầy kiến thức, và sẽ giúp các bạn có thể là xxx tài khoản nhé. Thì chúng ta sẽ cùng nhau đồng hành đến lúc đó. Và các bạn đừng quên là ấn like video cũng như là ấn đăng ký kênh để ủng hộ kênh, cũng như là để mà các bạn có thể đón xem được những cái video tiếp theo từ kênh nhé. Đó sẽ là những cái chia sẻ cũng như là những cái kinh nghiệm mà mình đã trải qua, cũng như là mình đã học tập được để mà chúng ta cùng nhau là tiến tới một mùa uptrend thành công nhé. Xin chào và hẹn lại ở những video sau.